Chào các bạn, đây là thành phẩm của món gà nướng. Và hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm sốt nướng gà rất là ngon, hấp dẫn. Và đặc biệt đó là các bạn có thể sử dụng để nướng gà này, nướng thịt hay là nướng vịt đều rất là ngon các bạn nhé. Và làm sao để chúng ta có được một cái món sốt gà nướng như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm cái món nước sốt này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cái món nướng rất là ngon, đó chính là cái món gà nướng. Ở đây thì mình có hai cái cánh gà kèm với cả phần đùi gà mình đã chặt nhỏ như thế này để nướng rồi. Và mình chia sẻ với các bạn cách làm sốt nướng. Sốt nướng này thì các bạn có thể sử dụng để nướng thịt, nướng gà, nướng vịt đều được, rất là ngon và hấp dẫn các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nguyên liệu như sau. 800g gà cả phần đùi và phần cánh, 20g tỏi bằm. Tỏi bằm này thì mình có bảo quản trong ngăn đông của tủ lạnh. Mỗi một lần mình lấy một cái viên này ra này, một cái viên này là 20g. 12g sốt nướng của Chili Mix, 20g dầu ăn, 8g nước mắm, 30g đậu phộng rang. Phần đậu phộng này thì mình để sử dụng nguyên cả cái phần vỏ. Cái phần vỏ nó có chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa và nó thơm lắm các bạn. Và chống đầy hơi nữa. Ở đây các bạn chuẩn bị thêm cho mình 8g bột nêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái phần sốt nướng này luôn các bạn nhé. Quên mất còn một nguyên liệu rất là tạo mùi thơm cho cái món nướng, đó chính là ngũ vị hương. Ngũ vị hương này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 1g. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái máy xay nhé. Máy xay sinh tố, các bạn cho tất cả các nguyên liệu vào đây để chúng ta xay nhuyễn ra. Nước mắm, dầu ăn, sốt nướng. Nếu muốn ăn cay thêm thì các bạn sẽ cho thêm cả phần sa tế tôm vào nhé. Tuy nhiên ở đây thì mình không có cho thêm tỏi bằm. Tất cả các nguyên liệu này các bạn sẽ xay nhuyễn ra cho mình. Ngũ vị hương. Phần sốt nướng sau khi mà các bạn đã xay nhuyễn ra như vậy rồi thì các bạn sẽ cho vào một cái tô. Sau khi mà các bạn đã xay nhuyễn ra rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình đó là tương ớt nhé. Tương ớt này thì các bạn sẽ thêm vào 15-20g tùy cái độ cay mà các bạn muốn ăn nhé. Đường. Đường ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 5-10g. Nếu muốn ăn ngọt hơn thì sử dụng 20g. Ớt bột, một chút ớt bột cho nó có vị cay cay nhé. Sau đó thì các bạn sẽ đánh tan nó lên, trộn tan cái sốt này lên. Các bạn quậy tan lên rồi, cái sốt này thì các bạn có thể làm để chúng ta sử dụng dần đều được. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần gà đã chuẩn bị sẵn vào đây để ướp. Đây.
Các bạn đảo đều để cho cái phần gà ngấm gia vị. Và các bạn sẽ ướp cho mình từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Sau đó thì chúng ta mới đem đi nướng. Và cái thời gian mà các bạn trộn như thế này thì các bạn cứ trộn tầm 3 phút để cho thịt thật là ngấm gia vị các bạn nhé. Nhìn ngon quá luôn. Khi mà các bạn làm các cái món nướng ấy, thì mình nên cho dầu ăn để cho cái phần thịt nó được mềm và không bị khô khi mà các bạn đem đi nướng. Đây, sau khi trộn xong như thế này thì mình sẽ ướp nhé. Các bạn sẽ cùng chờ với mình. Sau 2 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp món này. Và khi ướp thì các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để ướp nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ướp cho mình ở đây được 2 tiếng như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ xiên vào xiên để chúng ta đem đi nướng nhé. Mình sẽ xiên cái phần cánh này trước này. Các bạn không xiên cũng được, mà nếu như các bạn xiên như thế này thì cái hình cánh sau khi mà nướng xong nó được thẳng. Đấy, nó thẳng và nó đẹp. Để mình giãn, để mình giãn cái phần cánh nó ra. Còn những cái phần gà như thế này mình xiên để khi mà lật nó được dễ hơn. Phần đùi, cái phần đùi nó rất lớn lắm, cái con gà này nó lớn ha. Sốt này thì các bạn có thể nướng gà, nướng vịt, nướng thịt lợn đều được. Hôm nay thì mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu. Và khi mà các bạn nướng bằng nồi chiên không dầu thì trước hết các bạn sẽ làm nóng lò trước ở nhiệt độ 180 độ trong khoảng thời gian là 10 phút các bạn nhé. Sau khi mà làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ trong 10 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ cùng đem đi để nướng nhé. Và các bạn sẽ xét nhiệt cho mình, đó là với cái phần cánh gà và đùi gà như thế này thì các bạn sẽ nướng ở nhiệt độ một giảm nhiệt xuống còn 170 độ trong khoảng thời gian là 20 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ra để kiểm tra các bạn nhé. Các bạn xếp gà vào khay này. Khay này mình cũng làm nóng khay luôn. Đấy. Thôi mình sẽ nướng thành hai mẻ. Một cái khay ở dưới. Và khi mà các bạn nướng như vậy thì các bạn sẽ xịt một ít dầu ăn lên phía trên như thế này nhé. Để cho cái mặt da gà được giòn và không bị khô. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nướng ở đây được 20 phút rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra nha. Đây. Đó, các bạn thấy ngon không? Thơm ngon quá các bạn. Đây, bây giờ mình lật nha. Mình lật. Bởi vì là thịt gà cũng đã chín rồi. Bây giờ các bạn lật lên này. Để mình nướng cái mặt sau để cho nó được vàng đẹp. Đây.
mình sẽ đổi vị trí để cái lò của mình nó nhiệt, nó cái nồi chiên không dầu của mình nhiệt nó không được đều lắm, nó thiên về bên phải hơn đấy. Khi mà các bạn lật như thế này này thì các bạn cũng nhớ là các bạn sẽ xịt dầu thêm cho mình một lần nữa nhé. Và lúc này muốn cái phần da hay là cái phần thịt này nó được giòn thì các bạn sẽ tăng nhiệt lên ở nhiệt độ đó là 200 độ trong khoảng 5 phút. Đấy, nhớ xịt dầu một lớp dầu mỏng để thịt gà nướng được mềm nha. Trời thơm lắm các bạn, thơm quá trời thơm luôn. Rồi, mình sẽ nướng thêm 5 phút nữa ở nhiệt độ 200 độ. Nếu như mà lò nhà ai mà nồi chiên của ai mà nóng lâu á thì các bạn sẽ, có nghĩa là cái nhiệt nó cao không đều, thì các bạn sẽ cho tầm 190 độ thôi. Đây mình chuyển sang 200 độ này. 3 đến 4 phút, 4 đến 5 phút thôi các bạn. Thôi 4 phút đi. Đấy. Sau khi mà các bạn nướng thêm cho mình 5 phút như vậy rồi thì các bạn sẽ bỏ cái phần phần gà nhỏ này ra trước nhá. Phần gà nhỏ mình sẽ bỏ ra trước nha. Ngon luôn các bạn, thơm phức luôn các bạn ơi, ngon lắm. Đấy, cái món này mà các bạn nhỏ mà ăn là mê luôn đó. Và với cái món này thì các bạn có thể chấm với cả tương ớt cộng với cả sốt mayonnaise trộn lại với nhau, thêm một chút xíu nước chanh nữa, chúng ta sẽ có được một món chấm rất là ngon và hấp dẫn. Và đến đây thì mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.